Rồi chào các bạn thân yêu. Nay mình với bạn Kha. Bạn Kha đang đứng bên đây rồi. Cho các bạn xem là bắt tôm ở miền Tây mình sao nha. Rồi giờ chuẩn bị ăn cái tát mương này nè các bạn. Cái đìa này. Cái này rộng bự dữ lắm luôn. Cái này đã đúng không Kha? Rộng con ngon ghê không? Câu được các bạn. Hù hút. Đó nó chạy kìa. Đó, ôi, nó bốn kìa. Đúng không? Chạy lên trên này, hồi mình cũng bắt nó à. Giờ lội xuống luôn. Ông Kha, lội xuống đi ông Kha. Được không, được không chú Hải? Được. Ôi, được con. Ui. Quá dữ. Đây, đang còn nữa. Đổ đâu? Này cái đó có gọi cho mình hướng ở chỗ đó hay gì chứ hả? Mình hướng ở chỗ đó hả? Ủa cái bọng. Rồi đợi dở lên được mấy con chưa hả? Ôi, con này ngon rồi. Đó, ông bắt được con nè. Có cái vỏ. Anh tổng đeo lưới dính lưới quá trời luôn. Không? Đeo không có. Không có rồi. Để chuẩn bị lên đây các bạn. Chuẩn bị tát mưa bên đây. Không có bỏ túi quần không? Hả? Bỏ túi quần được không? Có cái cây được đụng giờ tới đâu tôm chứ. Nước nhiều quá không? Hả? Nước nhiều quá hả? Không có cạn quá nước hả? Hả? Chưa, có con nhỏ, chưa có càng xào. Càng xào này mới ngon nè. Bạn kia. Chị Hải bỏ vô vỏ luôn đi. Ba con cá lẳng lẳng rồi bỏ vậy. Lọt hả? Với tôm cháu. Gì ăn ngọt. Đó. Chị Hải. Bỏ cá luôn á. Qua ăn kè chị á. Nó mới con rồi. Con một nãy bò ra nữa rồi. Đó kìa, ông bắt được hai con rồi kìa. Ba con. Đó đừng càng kìa. Con. Cái vỏ đây. Chục con vậy mới gỡ vớt được cho gãy cạn ha. Lấy vỏ à. Bỏ đồng bằng nha. Vỏ cái vàng. Cái lỗ này nó mở ra. Mở ra. Để nó mập cũng muốn mẹ. Nó bự á. Nó muốn mẹ mà con bự rồi nãy. Đó. Hai con. Bị chẹp phải ha. Cứng. Con cô tên là cứng ngắc luôn á. Nè nè, tôi kêu. Bỏ cho đàng hoàng này, cầm hái cạn vô, cầm lại. Thôi phải từ từ. Đó. Vô vỏ. Đâu? Con cá bắt một nách luôn hả? Bắt bằng nách luôn á. Kẹp bắt nè. Giờ đi qua mương bên kia các bạn.
Thôi mưa nó bự quá hả? Dạo gì quần gì nổi. Mò luôn hả? Chứ không ấy hả? Trong đó đầu, đầu cây nó có tôm đâu đó không? Còn cá lóc trong đây tiêu luôn rồi. Vậy à, cá lóc nó bắt không được à? Cái này có cá lóc bắt không được phải không? Nước quá trời. Nước quá trời, nước không, nước không cạn hết. Đừng đại rồi, vào đâu đó đi. Được không? Được rồi, con này khác. Ê, đó, đó, ông Kha bắt được con rồi. Wow, bự ông Kha ơi. Thầy lai rồi, thầy ơi. Hay quá ông Kha ơi. Cho anh, cho anh triệu lai, cho anh Kha triệu lai. Đưa, bỏ tôi bỏ. Đưa. Dạ. Bác nhà nào đụng tôm la lên nghe. Ở hai con gì bỏ nó không có nước. Rồi, mới thấy con một con đậu không phải trong lọc này. Còn nữa nghe sao? Tôi bắt quay khuya này cho các bạn xem mà không có bắt không có mò được. Đâu rồi? Đó, 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 lên bờ. Không. Vô, vô. Được rồi, được rồi con nữa hả? Đó, trời ơi. Đã. Đó là mất tiêu rồi đó, bắt rồi con. Bỏ vàng ơi, bắt bự đi mày ơi. Tối rồi. Bự sáng rồi mày ơi. Để ta kiếm ngồi rồi. Cái đó, cái đó nó bườn bườn luôn á. Ê, cái giò tôi không nội. Cá lóc, cá lóc. Cá lóc, cá lóc, đây là cá lóc. Cái giò tôi á. Đó, đó, cá lóc. Rồi nó bay ngay em Kha luôn. Bye bye. Vô phô bắt được nó không? Cho nó cái gì? Hả? Nó cá ăn tôm mà. Tôm cá lóc? Tôm. Cá lóc. Cá lóc hả? Ừ, thấy bà giống cá lóc mà. Hai cá lóc. Hai con cá lóc, nãy ba nghe ông Khao mà không ba, ông Khao làm thủ môn chụp con cá lóc. Không để ý, đang ấy mà. Đang mò dưới đây. Hai con cá lóc luôn. Nãy mò đâu có cái giò này chưa? Hả? Mò đâu có cái giò này chưa? Đó. Trời ơi. Ơ nó cho còn con càng hả? Gãi càng hả? Gãi đâu hắn càng rồi. Quýnh lộn gãi hắn càng rồi. Nó kẹp không á? Bắt không được. Ăn gì? Thôi, đó, đó, đó. Chạy qua kim. Đó, ông Khao, ba xuống. Bắt nghe đi. Chị đi xuống chưa? Càng á. Càng á. Càng ngồi xuống nữa, ba nữa. Bắt nghe đi. Càng ngồi xuống rồi. Ấp, ngồi yếm đi. Đây nè. Đó, ông Kha bắt được không Kha? Hả? Đó, hay vậy ta. Dữ ta.
Đâu vậy? Đâu đứng đâu? Bỏ đó chị đem đắng nó. Có gai ghê đúng không? Đang đập gai rồi rồi. Có gì có gì có gì được chưa? Được chưa? Được hả? Không bự lắm. Đây con nữa hả? Ủa tưởng đâu đựng con nữa chứ. Càng không Kha? Quá mệt. Thôi giờ vô về. Rồi vô coi vô mình bày chiến lợi phẩm của mình ra coi. Con chạy chưa? Chưa. Con chạy hết rồi. Mệt quá. Mệt quá. Cảm giác của bạn sao bạn Kha? Rất là mệt nhưng mà được có mấy con này vui lắm bạn ơi. Rất là vui phải không? Rất là vui. Chứ mệt nhưng mà có chiến lợi phẩm là mình vui này. Rồi giờ chuẩn bị về mình coi có xử lý được mấy con tôm này hay không ha. Dạ. Ờ giờ mở ra. Giờ lựa ra không? Bự béo. Thôi lấy cái tô, ôi cái thao cho nó vậy. Lấy cái thao đi em đổ rồi bắt sao bự đưa chùa đem trảnh bé. Đặt đi. Ít đâu. Còn nữa. Lấy thao quá ra. Đó. Nhiều cá rồi. Được mấy tô rồi các bạn. Để chuẩn bị tôi với bạn Kha chuẩn bị hấp bia nữa. Hấp bia. Đợi mình xíu. Để chuẩn bị rửa tôm hấp bia đó các bạn. Ông Kha biết hấp bia không? Không biết hấp mình đi luộc bia. Giờ mình không biết hấp mình luộc thôi. Luộc bia. Được mấy tô này ngon quá. Thì đơn giản thôi. Đó, giờ chuẩn bị sắp cho nó đẹp hả? Rồi con tôm này chà bá luôn nè ông Kha. Còn sống rồi. Em không bỏ ra ngoài đi. Cái mấy bữa làm trên dưới hả? Không biết hơi quên nó gì vậy? Hết luôn hả? Hết luôn luôn. Ăn thôi cho xỉn luôn. Rồi. Dữ hả? Xỉn dạ. Không? Mình phải chuẩn bị sắp tôm ra chuẩn bị lên thưởng thức các bạn. Mấy con, 6 con đúng không? Con bự con mình nhất đem ra chưa? Đó. Em úp qua bên đi. Con bự nhất phải không? Có hai càng nữa lên nè. Rồi chuẩn bị đem lên. Rồi chuẩn bị thưởng thức thôi các bạn ơi. Có dĩa muối tiêu chanh nữa không kìa. Muối tiêu chanh. Dĩa tôm. Con tôm bự cái này, mấy con tôm bự cái càng nè. Anh Kha ăn đi nghe, ăn đi rồi quay cho anh camera nghe. Tặng chấm một miếng nè. Muối tiêu chanh nghe các bạn. Sao? Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. Đừng có tuyệt vời luôn. Ngon quá. Ăn camera đừng chảy nước miếng nha. Chảy nước miếng rồi đó. Riết đi, cho anh camera ăn với. Quá hấp dẫn hả? Tuyệt vời luôn á. Có bị đắng không? Không. Để mình cho ấy hơi nhiều, cho bia hơi vô hơi nhiều. Hấp dẫn quá. Ai làm muối tiêu ngon dữ vậy? Bạn Kha.
ông ánh camera. Con này đẹp. Wow. Bỏ này nha các bạn. Đó. Xin mời anh camera nha. Tôm đây. Cầm gì mua tiêu chan. À. Đó. Nói em ra. Thật cái ngậu đây đúng rồi, tôm mình bắt được xong. Mình đi lại mình đi mệt nữa. Rồi, giờ tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Giờ anh em tôi tạm biệt các bạn. Chào, hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Đúng rồi, chào tạm biệt. Rồi, giờ lại quay còn đây nè. Là giờ có hai phần tôm. Một con có khúc bự, khúc nhỏ với một cái đầu. Bây giờ thằng nào xỉn sầu. Bây giờ xỉn sầu. Thằng nào mà ăn thì ăn được khúc bự. Còn thằng nào tôi ăn cái đuôi với cái đầu. Chiến thắng là ăn được khúc bự. Rồi, rồi vô. Một ba à, không nha nha, đứng một ba nha. Một, hai, ba. Trời ơi. Thấy chưa? Cái này con bằng nha. Ok. Rồi, giờ có đây con bự. Cái này là cái chiến thắng con được con bự rất là vinh quá. Ăn cái đầu này, xíu này. Thiệt thòi quá các bạn ơi, thiệt thòi quá. Lời rồi phải không? Thiệt thòi quá. Con nhắc lại cho con phút nè. Không à. Ngoài ông ăn cạn đâu, ông chú Đức hay cạn luôn ha.